Indonesia cũng đã trình diễn phong độ thuyết phục, đặc biệt là trên hàng tấn công với những cầu thủ có khả năng cao nhất. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chú ý đến cái tên Beto Gonzalez, số 9 của huấn luyện viên Indonesia. Đây là Beto Gonzalez, cầu thủ chỉ kém ông Mark Manny của 4 bàn mà thôi, và đang là trụ cột trong đội hình của đội tuyển Indonesia.